Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là một loại cây có mùi thơm. Cây có mùi thơm thì nó rất nhiều cây có mùi thơm các bạn nhé. Ở vườn ươm hải đăng mình thì có hoa, cây hoa oải hương này, cây hương thảo này, cây sen thơm này, hoặc là cây bạc hà, mà cũng đều là những cái cây có mùi thơm mà các bạn có thể trồng ở trong không gian nhà mình. Nó vừa có mùi thơm mà nó lại cũng có cái tác dụng là đuổi muỗi nữa các bạn nhé. Và hôm nay mình sẽ quay một cái video chi tiết hơn về từng loại cây. Video này thì mình sẽ quay về cây hoa oải hương. Cây hoa oải hương tại vườn ươm hải đăng mình đã ươm trồng rất tốt là như thế này và rất chi là thơm. Thơm lắm các bạn. Cây hoa oải hương này thì nó được xuất xứ của nó ấy, thì nó xuất phát là được trồng ở châu Âu và nó đã được nhân giống được ở Việt Nam và đặc biệt ở những khí hậu lạnh như Đà Lạt, và bây giờ đã được ngoài Bắc mình đã thuần hóa được cái loại cây này để có thể trồng ở ngoài Bắc được các bạn nhé. Oải hương thì nó có một hoa, nó có màu tím các bạn nhé. Hoa nó màu tím mà nó ở những cái đầu cành như này, đầu ngọn như này, nó lở lên rất đẹp. Nhiều bạn ở những cái nhiều bạn thì nghe thấy cái hoa oải hương thì nó cũng hơi lạ lạ, nhưng mà khi các bạn nghe đến lavender quảng cáo trên vô tuyến ấy thì các bạn thường hay là hiểu như cái nước hoa. Nước hoa thì đó chính là cái cây hoa oải hương ấy, nó còn có tên là lavender các bạn nhé. Rất nhiều bạn ở Hà Nội muốn mua cây hoa oải hương này thì các bạn không biết là tìm hiểu, không biết là mua ở đâu. Thì có một địa chỉ duy nhất là tại vườn ươm hải đăng mình đang ngồi ở đây, chuyên ươm trồng các loại giống cây hoa, cây cảnh, và trong đó là có hoa oải hương, cây hoa oải hương. Như đây, mình cho các bạn xem trực tiếp cây đây. Cây rất tốt. Hoa oải hương thì lá nó màu bạc các bạn nhé. Đây là có hơi một cái phấn, một cái lớp phấn phủ và màu bạc. Cây thì nó mặc tùng chùm này, nó chĩa ra rất nhiều nhánh như thế này. Đấy, đấy này, một cây nó chĩa ra rất nhiều nhánh này. Đây. Một chậu này tầm độ 3 cây, rất nhiều nhánh và rất thơm. Khi gió ngồi đây là gió nó thoảng vào cái thổi vào cái cây này, mình ngồi sang bên này là thấy rất thơm rồi. Và thường thường ở bên châu Âu người ta hay dùng cái oải hương này, thứ nhất là làm, có thể là chiết xuất làm nước hoa, hoặc là họ có thể cho vào những cái tạo cái mùi thơm cho những cái loại bánh ngọt. Và cái cây hoa oải hương này nó có thể là được người ta có thể sử dụng là người ta làm sấy khô cũng được các bạn nhé. Người ta sấy khô để người ta cho vào túi và người ta treo ở trong tủ quần áo hoặc ở trong phòng để cho cái không gian của cái phòng nó được thơm. Cách bảo quản thì nó cũng đơn giản thôi, thì có thể là cho vào túi khi đã phơi khô, sau khô rồi các bạn là cho vào túi zip, các bạn đóng gói. Một là các bạn là để ở trong treo khô ở trong quần áo, hoặc là các bạn có thể là cất ở trong cho túi zip, cất trong ngăn mát tủ lạnh. Khi nào cần dùng, ví dụ như dùng làm cái hương liệu cho bánh ấy, thì các bạn có thể cho vào. Và khi các bạn rất nhiều bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn hỏi là không biết là mua cây hoa oải hương khô ở thành phố Hồ Chí Minh ở chỗ đâu, thì thực ra các bạn có thể đến các siêu thị, các shop cây hoa cây cảnh là họ cũng có những cái loại oải hương khô, và bên vườn ươm hải đăng mình cũng có cung cấp cả cái loại đấy các bạn nhé. Ngoài ươm trồng bán những cái cây giống và chậu hoa oải hương ra thì bên mình cũng có bán cả cái những cái loại cây hoặc những loại hoa oải hương khô như thế này. Oải hương thì nó có một cái loại cây khác nó cũng có mùi thơm, nó là xạ hương các bạn nhé.
Xạ hương thì xạ hương với oải hương là nhiều khi các bạn tên các bạn dễ hơi nhầm. Thế nhưng mà thực ra nó là khác nhau, nó chỉ giống nhau một số cái điểm thôi. Ví dụ như là oải hương ấy thì nó lá nó to hơn, nó to hơn và hoa của nó màu tím. Đấy. Mùi thơm thì cái giống nhau thì mùi thơm của nó khoảng hai loại đều có thơm, mùi thơm lồng lạt rất thơm. À, nhưng mà và cũng đều cánh của nó cái lá nó cũng đều phủ bạc, nó cũng mọc từng chùm. Nhưng mà lá của cây xạ hương thì nó ngắn hơn mà nó nhỏ hơn. À, nó hai cái loại xạ hương và oải hương thì nó giống nhau ở cái điểm là đều tạo mùi thơm. Nhưng mà hoa xạ hương thì khác ở một cái điểm nữa là cái hoa của nó là nó mọc ở những cái kẽ của những cái lá này, kẽ của cái lá này. Đấy. Thì mà hoa của nó thường là màu hồng hoặc là màu trắng, hồng nhạt hoặc trắng. Còn là hoa của oải hương thì là màu tím. Đấy, xạ hương màu nhạt, màu hồng trắng và oải hương thì màu tím. Nên là các bạn chú ý cho mình là cái điểm này nó khác hẳn nhau. Nó cùng đều là gọi là có tên đuôi ở sau là hương, nhưng một cái là oải hương, một cái là xạ hương. Là tránh nhầm lẫn. Công dụng của cái loại oải hương này thì thường thường như các bạn biết là công dụng của nó thì thường là để chiết xuất ra là nước hoa, cái tinh dầu nó chiết xuất là nước hoa và nó làm những cái hương liệu cho các loại bánh. À, thường thì ở các cái cách mà các bạn sử dụng và bảo quản cái oải hương khô ấy thì mình cũng giới thiệu cho các bạn rồi. À, các bạn sử dụng thì các bạn cứ cho vào túi zip và các bạn cất ở trong tủ lạnh hoặc là các bạn treo vào cái túi thoáng, các bạn treo lên thì là nó sẽ khô nó thơm. Khi các bạn mua cái này về các bạn thấy có thể trồng được ngay ở bên tại vườn ươm mà đăng mình thì đã ươm như này các bạn trồng được ngay. Và các bạn muốn mà khi mua ở đây về rồi các bạn là muốn nhân giống để nó được nhiều chậu hơn ấy thì các bạn là có thể là tách pin nhánh của nó. Đây này, tách bụi này, tách nhánh ấy. Đây nó rất nhiều nhánh bạn tách ra. Các bạn dâm với nước mấy cái đất ẩm ấy, tơi xốp. Tạo tơi xốp thì và các bạn dâm vào cái đất ẩm để cho tạo ra rễ. Ra rễ xong rồi các bạn khi nó đã cái nhánh tách này nó đã ra rễ rồi thì các bạn chuyển ra những cái đất rộng hơn để cây nó phát triển hơn. Hoặc các bạn có thể trồng bằng hạt cũng được, nhưng mà trồng bằng nhánh thì nó nhanh hơn và nó lại chuẩn cái này hơn. Bằng hạt thì nó lâu hơn các bạn nhé. Các bạn chú ý với cho mình là trong quá trình trồng các bạn để ý là cho mình là cái đất nó phải tơi xốp và chậu hoặc là cái vùng đất các bạn trồng nó phải có cái độ thoát nước tốt, tránh ngập úng. Và cái này thì các bạn cũng chú ý là cũng cần phải cho cả ra ánh sáng vừa phải thôi. Thế nhưng mà hạn chế là nóng quá nó chói, nó nóng quá nó chói, nó cháy lá. Nên là các bạn là cái này chăm sóc nó cũng phải cẩn thận một chút. Và cái địa chỉ duy nhất tại Hà Nội để mua cái chậu hoa oải hương chuẩn giống thì chỉ có một địa chỉ duy nhất là vườn ươm Hải Đăng, đường Nguyễn Văn Linh, ngõ 68 ngách 68, đường Nguyễn Văn Linh, ngõ ngõ 68 ngách 68 trên 45 đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàng, quận Long Biên, Hà Nội. Các bạn có thể đặt mua trực tiếp, đến mua trực tiếp hoặc các bạn có thể đặt mua trên điện thoại hoặc là trên Zalo hoặc trên các trang thương mại điện tử mà vườn ươm Hải Đăng đã đăng ký. Vâng, video của mình kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Và xin chào.